bị mỉa mai không được chia của vì đông anh em, con gái Kim Tử Long đáp trả cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bị rếu tên trong livestream và mỉa mai rằng mình sẽ không được chia tài sản, con gái nghệ sĩ Kim Tử Long đã có màn đáp trả sau cay. Trong vụ kiện tụng tranh chấp tài sản của gia đình của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, một nhân vật dù không liên quan nhưng cũng thường xuyên xuất hiện chính là soạn giả Vân Tiên. Theo đó, nữ soạn giả nhận rằng mình thân thiết với cố nghệ sĩ Vũ Linh, thường xuyên livestream nói về những thông tin bên lề thu hút sự chú ý của công chúng. Mới đây, soạn giả Vân Tiên tiếp tục gây xôn xao khi gọi tên của con gái nghệ sĩ Kim Tử Long là Mai Ca trong livestream của mình. Trong đó, nữ soạn giả mỉa mai Mai Ca không được chia tài sản vì cha cô quá đông con. Ngay lập tức, con gái Kim Tử Long đã có màn đáp trả đầy gay gắt. Trong màn đáp trả của mình, Mai Ca thẳng thắn: "Yên tâm đi, mấy chị em tụi con, đứa nào cũng là con hợp pháp hết á. Hiểu chữ con hợp pháp không? Là nếu ba con có chuyện gì là chia đều, hổng chia cho con cũng có sao đâu cô. Tụi con đều có tay, có chân, biết tự làm ra tiền, cô hiểu không? Sao mà cứ nghĩ tới chuyện phải tranh giành hoài chi vậy cô?" Không chỉ vậy, con gái nghệ sĩ Kim Tử Long còn khoe nhẹ sự giàu có của chị em mình. Hai đứa con gái của con, mẹ nó có tới 3-4 căn nhà lận, chưa chắc cần tới tiền của ba con nữa, cô hiểu không? Còn hai thằng em trai nhỏ của con, giả sử ba con có để lại tiền cho tụi nó cũng không sao, cứ miễn là con hợp pháp là ok hết. Chứ đừng có kiểu cháu mà nhà vô dành là không được nha, tập hài lòng với những gì mình không có, tập từ bỏ với những cái trời không cho đi, dành là ổng đánh tét mỏ. Dù không trực tiếp nhắc tên nhưng nhiều người cho rằng Mai Ca cũng có nhắc nhẹ đến Hồng Phượng, cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bởi lẽ trong suốt thời gian qua, Hồng Phượng và Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ, vẫn xảy ra những ồn ào trong việc tranh chấp tài sản. Cho đến ngày 26 tháng 10 vừa qua, lực lượng chức năng đã tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ tại ngôi nhà ở số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Trong quá trình làm việc, mẹ con Hồng Phượng đã di dời một số đồ đạc cá nhân ra khỏi căn nhà. Số tài sản còn lại, tòa án đã kiểm tra, niêm phong, lập biên bản dưới sự chứng kiến của các bên. Sau đó, Hồng Loan đã có buổi gặp gỡ với mọi người và cho biết thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xoáy vào đời tư của cô, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống. Hiện tại, cô chủ yếu bán đồ online để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Đồng thời, khi nói về mối quan hệ giữa mình và Hồng Phượng, Hồng Loan thẳng thắn: "Trước khi đưa nhau ra tòa, tôi từng nghĩ hai chị em có thể ngồi nói chuyện với nhau về mặt tình cảm. Còn bây giờ đã đến mức kiện tụng và đưa nhau ra tòa thì như giọt nước đã tràn ly. Tôi không còn gì để nói với Hồng Phượng."